Hôm nay mình sẽ học bài giảng số 3, xà phòng hóa chất béo. Chúng ta nghiên cứu về phần 4, hỗn hợp axit béo và chất béo. Chúng ta có ví dụ thứ nhất. Người ta nói như sau: trong một loại chất béo chứa các triglyceride và các axit béo tự do. Như vậy trong hỗn hợp này chúng ta có chứa hai thứ, thứ nhất là chất béo và các axit béo. Rồi ở đây người ta cho chúng ta hỗn hợp này gồm có chất béo và các axit béo, tức là trong này chúng ta có hai loại. Người ta cho 100g chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH, thì sau vẫn thu được glycerol và muối của các axit béo hóa M. Chúng ta để ý này, trong một loại chất béo đúng không? Loại chất béo này chứa hai thứ, đó là triglyceride và các axit béo. Như vậy đây mình sẽ gọi như sau. Công thức chất béo mình đặt là RCO tất cả 3 lần C3H5. Và axit béo mình đặt là RCOOH. Ở đây mình đi tác dụng với NaOH. Thì chúng ta tạo thành RCOO Na cộng cho C3H5OH tất cả 3. Đây là hỗn hợp người ta có cho gồm có chất béo và axit béo để tác dụng với NaOH. Em sẽ tạo thành là RCOO Na cộng cho H2O. Mình cân bằng thì đây là 3, đây là 3. Ở đây chúng ta sẽ tính được số mol glycerol C3H5OH tất cả 3, M lớn là 92. Đó 9,2g này. M lớn đây là 92, như vậy số mol ở đây tương ứng là 0,1 mol. Có 1 thì chuyển qua đây là 0,3. Số mol NaOH ở đây là 0,32 mol. Như vậy thằng này còn lại là 0,02. Chuyển qua đây 0,02. 0,1. Rồi, đây là 0,02. Rồi yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được. Đây, muối chúng ta thu được là thằng này. Muối đây, M g. Muốn tính muối thu được thì chúng ta dùng bảo toàn khối lượng thôi. Khối lượng chất béo có là 100g nè. Khối lượng chất béo là gồm có axit béo và axit béo tự do và chất và triglyceride. Chúng ta hiểu như thế này. Đây là loại chất béo đây là chất béo có dư axit nữa. Còn chất béo chúng ta nếu mà không có axit tự do thì được gọi là chất béo trung tính. Trung tính tức là không còn cơ tính axit trong đó nữa. Được chưa? NaOH chúng ta M lớn là 40. Mình nhân cho 0,32 bằng M cộng cho thằng đây là 9,2. Nước của chúng ta là 18 nhân cho 0,02. Giữa đây em sẽ tính được M. Đó, tính đi. 100 cộng cho 40 nhân cho 0,32 trừ đi 9,2 trừ đi 18 nhân 0,02. Ở đây mình tính được là bằng 103,24. Như vậy đúng, bây giờ mình chọn là câu B. Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm axit stearic, axit palmitic, tristearin và tribamitin. Như vậy đây mình có 4 chất thì ghi theo thứ tự như sau: C17H35, COOH đó là axit stearic, C15H31 axit palmitic, COOH. Tristearin là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Còn đây là C15H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Đặc điểm như sau: cái góc C17H35 và C15H31 chúng ta là góc no. Được em, góc no, đây no này. Như vậy vì nó no thì chúng ta sẽ quy về như sau. Như vậy mình sẽ gọi chung ở đây là RCOOH là chung cho hai axit no đơn chức và RCOO tất cả 3 lần C3H5.
Được chưa? Với R đây thì giải thích như sau. R chúng ta là góc no CNH2N cộng 1. Đây là góc no nhá. Rồi, ở đây mình thực hiện hai phản ứng. Phản ứng đầu tiên là tác dụng với NaOH. Ở đây chúng ta liên quan tới K. Thì chúng ta hiểu như thầy như sau. Cứ một hợp chất hữu cơ thì chúng ta cho nó là K1, hợp chất tiếp theo là cho là K2. Rồi em hiểu như thế này. Góc này góc no, như vậy K đây đúng bằng của nhóm chất COH, K ở đây bằng 1. Rồi K đây bằng 1 nhân cho 3 là K bằng 3 này. Rồi. Ở đây em đi tác dụng với NaOH. Ở đây em đã tạo thành RCOONa cộng cho H2O. Còn thằng này chúng ta cộng 3 NaOH để chúng ta tạo thành là 3RCOONa cộng cho glycerol C3H5OH tất cả 3. Rồi, ở đây mình có như sau. Số mol hỗn hợp là 0,1 mol, đúng không? Hỗn hợp là 0,1 mol, như vậy mình có ít đây này. Thì đây sẽ là ít, đây là 3Y, đúng không em? Đầu tiên là em dựa vào phản ứng với NaOH, em tính được số mol ở đây cho thầy. Mình có là ít cộng Y. Ít cộng Y là bằng 0,1 mol này. Số mol NaOH ở đây là ít cộng 3Y. Chúng ta lấy 7,2 chúng ta chia cho 40. 7,2 chia 40. Thì số mol NaOH ở đây là 0,18. Rồi, khi đó chúng ta đi giải hệ, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ở đi. Tìm ở đi rồi chúng ta tính tiếp. Ở đây mình tính được ít là bằng 0,06. Và Y là bằng 0,04. Rồi, bây giờ á, chúng ta mới xử lý cái phần trái. Trong phần trái thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng công thức trái em ha. Em hãy nhớ điều đó cho thầy. Như vậy cái đốt trái 0,1 mol này cần oxy thu được T mol hỗn hợp gồm có CO2 và nước. Điều còn chúng ta tính T. Đây, hai thằng này ở đây mình cho đây là X1 đi ha. Đấy khai. Bây giờ chúng ta có như sau. X1 của chúng ta là RCOOH. X2 chúng ta là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Rồi, ở đây chúng ta đi tác dụng với oxy. Tác dụng với oxy, chúng ta tạo ra CO2 cộng cho H2O. Rồi, số mol thằng này là 0,06 này. Thằng này là 0,004 này. Oxy ở đây người ta cho chúng ta là 4,61 mol. Điều cầu chúng ta là thu được T mol hỗn hợp gồm có CO2 và nước. Điều cầu chúng ta tính T. Như vậy để tính được T thì chúng ta gọi đây là A mol, đây là B mol. Mình sẽ dùng hai cái biểu thức, đó là BTO bảo toàn oxy và CTC công thức trái. Rồi, bảo toàn oxy, oxy bên phải là 2A cộng B. Đúng không ạ? 2A cộng B bằng oxy bên trái là 2 nhân 0,06 cộng cho 6 nhân 0,04 cộng cho 2 nhân cho 4,61. Đây là biểu thức thứ nhất. CTC thì chúng ta lấy mol CO2 trừ đi mol nước, đúng không ạ? Bằng gì? Bằng K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ. K đây bằng 1 này. K ở đây là bằng 3. Như vậy lấy K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ, 0 trừ 1 là 0, nhân cho số mol là 0,06, đúng chưa? Cộng cho 3 trừ 1 là 2, 2 nhân cho 0,04. Khi đó em tính được AB. Khi tính được AB rồi, hiển nhiên chúng ta sẽ tính được T. Chúng ta bấm máy tính đây. Chúng ta có phương trình đầu tiên là 2A cộng B bằng 2 nhân 0,06 cộng 6 nhân 0,04 cộng 2 nhân cho 4,61. Tiếp tục, A trừ B bằng 0,06 nhân 0 cộng 2 nhân 0,04. Em tính là bằng 3,22. 3,22 là A. B tương ứng với 3,14.
Rồi, muốn tính t thì cộng hai cái lại. 3,22 cộng 3,14 bằng 6,36. Đây. Thì 6,36 thì có đúng bây giờ chắc chắn là qua rồi. Ok, bằng môn hỏa công thức trái đúng không? Để công thức trái thì ghi lại cho bạn nhớ nè. Đây, CTC. Mình có mol CO2 trừ mol nước bằng K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ. Bây giờ. Rồi. Mol CO2 là A, mol nước là B. Được chưa em? A trừ B, ok chưa nè. Tiếp tục. K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ. K1 ở đây là bằng 0. K1 là bằng 1. 1 trừ 1 là bằng 0. 0 nhân 0,06. Ok chưa? Tiếp tục. K trong trường hợp này là bằng 3. 3 nhân 0,04. Được chưa? Nhưng mà ở đây K trừ 1 thì nó là 2 nhân 0,04. Chúng ta chuyển qua ví dụ số 3. Chúng ta đọc đề. Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm có hai axit, đó là axit palmitic và axit stearic, và hai chất béo đó là tripalmitin và tristearin. Như vậy cái bài này tương tự giống như bài trên nhưng người ta hỏi ngược đi, đúng không em? Đây chúng ta coi này, hỗn hợp chúng ta cũng là bốn chất, trong đó có hai axit là no và hai chất béo no. Như vậy đây mình không cần giải thích gì nữa, chúng ta làm luôn. Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có đó là chúng ta xử lý phần trái trước. RCOO H là chung cho hai axit, axit palmitic và axit stearic. K ở đây là K1 là bằng 1. Đúng chưa? Vì góc này no, góc này no, như vậy K ở đây phụ thuộc vào nhóm chất COOH. Tiếp tục. Chúng ta có RCOO tất cả 3 lần. C3H5. Thì đây là K2. K2 ở đây là bằng 3. Chúng ta thực hiện phản trái để thu được CO2 và nước. Chúng ta lưu ý cho thầy là trong hai cái thằng này người ta đều dùng cùng một khối lượng là mg hết, thấy chưa? Như vậy điều chứng tỏ là mol là như nhau. Như vậy ở đây mình sẽ có đó là người ta cho oxy là 2,78. Tiếp tục 1,94 của CO2 và 1,9 của nước. Rồi, người ta nói như sau: khi cho hỗn hợp trên tác dụng với cao ác dư thì thu được A gam hỗn hợp muối, yêu cầu chúng ta tính A. Đây em, chúng ta có hai phương trình RCOOH và RCOO tất cả 3 lần C3H5. RL là chung đấy, cộng cho NaOH. Ở đây em sẽ tạo thành là RCOO Na cộng cho H2O. À, tiếp đây cộng cho NaOH, chúng ta sẽ tạo thành RCOO Na cộng cho ở đây cao H, thì chúng ta sẽ lại cao H đi nhầm, quên rồi. C3H5OH tất cả 3 rồi căn bằng, thì đây là 3, đây là 3. Rồi điều cầu chúng ta tính khối lượng muối đúng không? Muốn tính khối lượng muối đây, muốn tính khối lượng muối là đây tính khối lượng muối. Muốn tính khối lượng muối thì chúng ta sẽ đi bảo toàn khối lượng thôi. Em tính các khối lượng của hỗn hợp, được chưa? Hỗn hợp X. Rồi em cộng cho KOH trừ đi nước trừ đi glycerol. Như vậy để tính được để, như vậy mục đích ở đây chúng ta phải tính được mol nước và mol glycerol. Như vậy đặt đây là A đi, đây là B đi. Thì đây là A, đây là 3B, đúng không ạ? Đây là A, đây là B. Cái ví dụ số 3 này để ngược vào lại với ví dụ số 2. Như vậy em hiểu này, trong hai thí nghiệm người ta đều dùng mg hết. Điều chứng tỏ là số mol nó như nhau, thì đây cũng là A, đây cũng là B. Hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính được khối lượng của X, đúng không? Chúng ta sẽ tính được khối lượng của X. Rồi. Trong thí nghiệm 1 này chúng ta sẽ tính được khối lượng X dễ dàng luôn. Em sẽ đi bảo toàn khối lượng. Lấy khối lượng CO2 cộng khối lượng nước trừ đi oxy. Lấy 44 nhân cho 1,94. Rồi cộng cho 18 nhân cho 1,9. Rồi, chúng ta trừ đi oxy là 32 nhân cho 2,78. Khi đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của X. Rồi, khi có khối lượng X rồi, chúng ta cần tính AB nữa là xong. Khi có AB thì bảo toàn khối lượng cho cái phương trình số 2 là xong này. Rồi, như vậy nhiệm vụ chúng ta ở đây là đi tính A và B. Đúng không?
Điều tính AB thì chúng ta sẽ có như sau. Giữa CO2 nước và mol hợp chất hữu cơ chúng ta liên hệ với nhau qua công thức trái. Tiếp theo đó là gì? Ở đây chúng ta tất cả đây đều có oxy, đúng không? Đây oxy, 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 oxy có hết mol rồi thì chúng ta dùng bảo toàn oxy nữa là xong. Như vậy đầu tiên mình sẽ dùng công thức trái. Chúng ta lấy mol CO2 trừ mol nước 1,94 trừ mol nước là 1,9 bằng K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ. 1 mà chúng ta trừ đi 1 là bằng 0. 0A. Cộng cho gì? Cộng cho K đây bằng 3 đúng không? Trừ đi 1 thì còn 2, 2B. Dựa đây em sẽ tính được B. Tính đi. 1,94 mà chia cho 1,9 thì bằng 0,04. 0,04 em chia cho 2 thì B đây là bằng 0,02. Rồi. Như vậy chúng ta đi tính A thôi. Muốn tính A thì chúng ta dùng bảo toàn oxy. Đây, thằng này đã có rồi, 0,02 nè. Mình sẽ có đó là 2A cộng cho 6 nhân 0,02 cộng 2 nhân cho 2,78. Rồi, bằng bên này là 2 nhân cho 1,94. Đó, cộng cho 1,9. Từ đây em sẽ tính được A. Mà khi có A rồi thì hiển nhiên chúng ta sẽ tính được tất cả. Tính A đi. 2 nhân cho 1,94 cộng 1,9 trừ 2 nhân cho 2,78 rồi trừ đi 6 nhân 0,02 rồi chúng ta chia cho 2 thì A ở đây là bằng 0,05. Đó, 0,05. Rồi, như vậy chúng ta đã xong rồi. Khi đó chúng ta đi bảo toàn khối lượng cho cái phương trình số 2 thì chúng ta sẽ tính được M. Là hết bài toán này. Đây, khối lượng của trang này mình tính đã. Như vậy em phải đi tính khối lượng X đúng không? Khối lượng X sẽ bằng 44 nhân cho 1,94 cộng 18 à, xin lỗi các bạn đây à, đúng rồi ha. 18 nhân cho 1,9 trừ đi 32 nhân cho 2,78. Ở đây mình tính được là bằng 30,6 gram. 30,6. Như vậy đây mình có đây là 30,6 này cộng cho cao H chúng ta là 56 này nhân cho mol A là 0,05 đúng không? 0,05 thế nên là 0,006. Đây 0,05. Như vậy cao H chúng ta bây giờ sẽ là 0,11 bằng M cộng cho nước là 18 nhân 0,05 rồi cộng cho thằng này là 92 nhân 0,02. Và hiển nhiên ở đây em sẽ tính được M. Đó, tính đi. Lấy 30,6 cộng cho 56 nhân 0,11 trừ đi 18 nhân 0,05 trừ đi 92 nhân 0,02. Ở đây mình tính được là bằng 33,48. Ủa sai chỗ nào ta? Tính thì nó không ra kết quả. Chúng ta kiểm tra lại cái đoạn A này giúp thầy. Em lấy là 2 nhân cho 2,78. Tính đi. Em sẽ lấy như sau. 2 nhân cho 1,94 cộng cho 1,9 là oxy ở vế phải nè. Rồi bằng oxy vế trái nè. Vế trái là 2A. Đúng rồi, 2A đúng rồi nè. Cộng cho 6 nhân 0,02 cộng 2 nhân cho 2,78 à, đúng 0,05 em ạ. Đúng rồi, không có sai được. Không sai em ạ. Như vậy chúng ta tính như thế vào dưới. 0,05 mà chúng ta cộng 0,06 chắc chắn là 0,11. Trở lại 30,6 cộng cho 56 nhân 0,11 rồi bằng M cộng cho 18 nhân 0,05 cộng 92 nhân 0,02. Ok đúng em ơi, 34,02. Nãy mình bấm bị sao ta?
34,02 thì chúng ta có đáp số đúng này. Đáp số đúng bây giờ là câu D này. Bây giờ như vậy D đúng. Chúng ta chuyển qua cái ví dụ tiếp theo, ví dụ số 4. Rồi chúng ta làm ví dụ 4. Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm có axit palmitic và axit stearic và triglyceride. Đối trái hoàn toàn hỗn bờ gam hỗn hợp X thì chúng ta cần 1,56 mol CO2 T mol nước. Mà các cho M tác dụng với NaOH thì chúng ta thu được glycerol và hỗn hợp muối. Rồi chúng ta mấu chốt nằm đây em nè. Do người ta cho chúng ta hỗn hợp chứa hai muối, đó là muối natri palmitat và natri stearat. Điều này chứng tỏ là triglyceride này chúng ta sẽ được tạo thành từ hai gốc. Gốc C17H35 của ste và C15H31 của pa. Nhưng điều quan trọng là trong này có bao nhiêu gốc, được chưa? Và bài này thì chúng ta có nhiều cách để làm. Đây. Như vậy đây chúng ta sẽ dùng phương án thử đi. Thử đi. Nhưng mà yêu cầu đi tính gì đó nè. Ở đây chúng ta biết là cả hai góc này đều là góc no đúng không em? Hai góc no. Mà khi tác dụng bởi gì đây? Tác dụng với NaOH người ta thu được hỗn hợp muối này rồi. Rồi chúng ta coi thử. Như vậy mình phải xử lý cái đoạn nào trước nha. Ở đây mình chắc xử lý cái đoạn muối trước đi. Này, hai cái thằng này mình đặt chung là R. R C O O H. Đây là mình gọi chung RCOH chung cho hai axit này. Được chưa? Và triglyceride của chúng ta là RCOO tất cả 3 lần. C3H5. RLLR chung nha em nhé. Rồi, K ở đây như thầy vẫn nói là K ở đây là bằng bằng 1 và K ở đây bằng 3. Rồi chúng ta đi tác dụng vô oxy này. Oxy trước để tạo ra CO2 cộng cho H2O. Oxy ở đây người ta cho chúng ta chưa cho. Nhưng đây người ta cho CO2 rồi, 1,56. Rồi, T mol nước. Điều cầu chúng ta hỏi T bằng bao nhiêu. Rồi, cái đoạn này cứ để đó. Chúng ta xử lý đoạn sau. Đoạn sau của chúng ta là tác dụng với NaOH, đúng không? Để chúng ta nghe kỹ. Như vậy mình có là RCOOH và RCOO tất cả 3 lần. C3H5. Chúng ta đi tác dụng với NaOH. NaOH. Ở đây em sẽ tạo thành là RCOO Na cộng cho H2O. RCOO Na cộng cho glycerol. C3H5 OH tất cả 3. Rồi, ở đây hệ số cân bằng là 1331. Rồi. Ở đây người ta cho số mol của NaOH rồi. Số mol NaOH là 0,09. 0,09. 0,09. Rồi, và người ta cho khối lượng hỗn hợp muối là 25,86 g. 25,86 g. Rồi, bây giờ yêu cầu chúng ta là tìm T. Được chưa? Tìm T. Nếu mà chúng ta định hướng như thế này thì bài toán chúng ta sẽ làm cực kỳ khó. Được chưa? Để làm nó đơn giản hơn thì thầy có định hướng khác. Bằng lý cho thầy là trong cái bài toán này này mình có một dữ kiện. Đó là CO2. Một dữ kiện là NaOH và một dữ kiện là khối lượng hỗn hợp muối. Mà chúng ta biết rồi, cái hỗn hợp ban đầu chúng ta chỉ có 3 chất. Mở đây 3 dữ kiện thì chúng ta xét cái thằng này luôn. Chúng ta xét cái thằng này là có hai trường hợp. Một á là nó đi từ một góc C15H31 và hai góc C17H35 và ngược lại là đi từ hai góc 3 và một góc ste. Khi đó bài toán chúng ta làm một cách trực tiếp ra luôn, không cần làm như thế này. Như vậy làm như thế này thầy xin phép bỏ đi nha. Đây là định hướng thôi, chúng ta cố gắng dúng về ví dụ trên nhưng mà không được thì chúng ta nên thay đổi. Rồi đây, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ xử lý như thế này. Mình xét trường hợp đi em. Xét trường hợp thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều luôn. Đây nha. Rồi như vậy chúng ta xử lý như sau nè. Hỗn hợp ở đây chúng ta có đó là 3C15H31 COOH. Tiếp tục
C17H35 COOH, và ở đây C15H31 và C17H35 COO tất cả 3 C3H5. Thì chúng ta nghe kỹ. Ở đây mình sẽ khảo sát hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai góc này và một góc kia, nhưng mà không cần đâu em, không cần. Ở đây chúng ta có thể dùng vào triết lý đoạn sau này để chúng ta kiểm chứng chính xác luôn. Chúng ta dựa vào số mol nào H0.09 với là khối lượng hỗn hợp muối để chúng ta kiểm tra được trong này có bao nhiêu góc luôn. Như vậy ở đây mình giả sử đây tác dụng với nào H bên này nha, nào H. Rồi. Thì đây tác dụng với nào H này. Nào H. Một axit thì cần một bazơ cộng mặt một bazơ cộng một bazơ đúng không? Thì ở đây chúng ta có ba nhóm chất CO thì cần ba NaOH. Rồi, ở đây theo đề cho là gì? Nó sẽ thu được hai góc. Đó là C15H31 COONa và C17H35 COONa. Đó. Bây giờ ở đây số mol NaOH người ta cho chúng ta là 0.09 rồi. Số mol thằng này mình cho là A là B đi. Giờ đây chúng ta sẽ đi giải hệ được nè. Em tính M lớn của C15H31 là 211 cộng cho CO44NH3. Chúng ta có biểu thức đầu tiên là 278A cộng cho thằng này C17H35 là 239. Em cộng 44 cộng 23, thằng này là 306. Rồi ở đây đề cho chúng ta là bằng 25.86. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục của chúng ta đó là gì? Tiếp tục này. Đó là gì ạ? Đó là người ta cho hỗn hợp muối. Rồi xong rồi chúng ta có là gì? Giữa hai thằng này với natri chúng ta liên hệ với nhau qua bảo toàn natri, đúng không ạ? Bảo toàn natri. Natri ở đây là A cộng B bằng natri lúc đầu là 0.09. Đó. Khi đó chúng ta sẽ tính được AB. Có AB rồi chúng ta sẽ phỏng đoán. Rồi chúng ta nghe kỹ. Có AB em tính đi. Chúng ta phải làm như thế này thì nó sẽ đỡ bớt trường hợp hơn. Rồi ở đây mình sẽ tính được nó sẽ bằng 0.06 và 0.03. Đây 0.06 và 0.03. Như vậy ở đây mình có thể dự đoán được nè. Chúng ta nghe kỹ. Như vậy ở đây mình nhìn thấy, nhận thấy đó là gì? Số mol của, nghe kỹ, số mol của thằng này nè như thế nào? Số mol của C15H31 và C17H35 thì số mol của C15H31 là gấp đôi số mol của C17H35. Điều này chứng tỏ là gì? Trong hợp ban đầu của chúng ta, trong hợp ban đầu của chúng ta thì nó sẽ có nhiều góc C15H31 hơn, được chưa? Như vậy nếu đây một góc, đây một góc thì dưới này sẽ là hai góc C15 thì mới thỏa mãn được tỷ lệ là 21, được chưa? Như vậy đây sẽ là hai góc, được không em? Đó. Và dưới đây chúng ta phỏng đoán được luôn này, nghe kỹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phân trái, đúng không ạ? Phân trái để thu được CO2 và nước, nên mình phỏng đoán được rồi đó. Oxy được thu được CO2 và nước. Rồi số mol của CO2 đây là 1.56 mol. Đó, số mol nước là T. Yêu cầu chúng ta là tính T như thế nào. Đó là xong. Rồi oxy chưa có, này chưa có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Ở đây chúng ta để tính được mol nước thì mình sẽ đặt số mol đây là x mol đi, đây là y mol và đây là z mol. Rồi khi đó mình sẽ có biểu thức đó là gì? Khi đó chúng ta sẽ đi bảo toàn góc C15H31 thì mình có x cộng cho 2z bằng cái số mol nó bên này đây là 0.06. Rồi tiếp tục dưới này chúng ta sẽ đi bảo toàn gì? Bảo toàn C17H35 thì mình có Y cộng Z bằng 0.03. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình đó là tìm X cộng Y. Em hiểu không ạ? Đây nghe kỹ nè. Khi
Khi đó mình sẽ có như sau này. Thằng này của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ có nhân 2 vào đây. Không được ta, bằng khó à. Ở đây chúng ta không không giải được vấn đề gì cả, cũng chịu à. Ok, hơi căng. Như vậy chúng ta định hướng lại là một lần nữa đi. Như cách này thì không đúng rồi. Tôi định hướng lại, tôi làm lại từ đầu luôn. Đây nha, nghe lại một lần nữa câu này. Câu này nó hơi phức tạp một xíu. Đây bây giờ bạn nghe. Như vậy hỗn hợp ban đầu chúng ta có ba chất. Thì giả sử luôn đi. Đây à, như vậy thì giả sử đây là C15H31 COOH là một chất này. Chất thứ hai là C17H35 COOH là chất thứ hai này. Một góc C15H31 C17H35. Như vậy mình giả sử thằng này là 2 COO tất cả 3 lần C3H5. Rồi, ở đây người ta cho chúng ta là CO2 hồi nước đúng không? Thì chúng ta tính cái CO2 đi. Chúng ta tính C, chúng ta cho CO2. Ở đây NaOH chúng ta tác dụng với tỷ lệ 1:1 này. NaOH này, bây giờ NaOH ôi mình ghi nước nữa đi. Ghi nước trước đi. Đứng nữa. Đây là CO2 em nhá. Còn đây là nước nè. Nước. Chúng ta chỉ quan tâm những thông số đề hỏi và đề cho thôi. Rồi, ở đây tác dụng với 1 NaOH, tác dụng với 1 NaOH, tác dụng với 3 NaOH. Tí mình sẽ cân bằng CH sau. Ở đây chúng ta sẽ tạo muối là C15H31 COO Na. C17 H35 COO Na. Được cho em. Đây bài toán nghịch nó sẽ khó hơn. Dưới này là C15H31 COO Na và C17H35 COO Na. Rồi, đây là 2. Rồi chúng ta đi cân bằng C. Ở đây là 15 với 1 là 16, 16 CO2. 31 cộng 1 là 32. Đây 2 thì thằng này là 16. Tiếp tục. Đây là 18 này, C18 này. H36 thì ở đây là 18 nước này. Tiếp tục tính đi. Số C em sẽ tính như sau, thằng này này. CHO6. Rồi. Chúng ta có 15 nhân 2 cộng 17 cộng 5. Ở đây là C52. Em lưu ý ở đây nếu mình xét trường hợp này không được thì chúng ta sẽ di chuyển đây số 1 và đây là số 2. Được chưa? 31 nhân 2 cộng 35 cộng cho 5 102. Như vậy đây sẽ là 52 và đây sẽ là 51, được không em? Đó, cái đó em tính một cách nhẹ nhàng luôn. Rồi, cái đó mình đặt cái số mol thằng này lần lượt là ABC đi. A mol, B mol và C mol. Cái đó chúng ta đi giải hệ 3 phương trình 3 ẩn là xong. Thì đây sẽ là 16A. 16A, đây là A và đây là A. 18B, đây là 18B. Đây là B và đây là B. 52C, 51C. 52C, 51C. Bên này là 3C. Đây là 2C và đây là C. Khi đó chúng ta có số mol CO2 này. Số mol CO2 người ta cho chúng ta là 1,56. Chúng ta có tổng số mol NaOH này. Tổng số mol NaOH là 0,09. Đúng chưa? Và dưới này, hai này. Hai này chúng ta sẽ có đâu? Đây sẽ là gì? Ở đây sẽ là người ta cho chúng ta là 25,86. Rồi, chúng ta đi giải hệ. Giải hệ ba ẩn này chúng ta tính được ABC, coi như là chúng ta tìm được hết tất cả vấn đề. Rồi để giải hệ nhanh thì em tính rồi cái này cho mình. Góc C15H31 và C17H35 tính rồi. Chúng ta tính giúp thầy đi. C15H31 COO C3H5. C15H31 COO Na là 278.
Rồi C17H35COONa 306. Rồi đây bấm giải hệ 3 phương định bạn, tự bấm đi. Chúng ta sẽ tìm được hệ phương định đầu tiên. Phương định đầu tiên đó là CO2 16 18 52 1 năm sau. Phương trình thứ hai là NaOH 1 1 3 0 0 9. Phương trình thứ ba thì em ơi 278 306. Còn dưới này em lấy hai này cộng lại, 278 nhân 2 cộng 306. Rồi 25,86. Em lưu ý là gì? Ở đây nếu mình giải hệ nha, giải hệ mà nó ra cái số mol mà nó bị lẻ hoặc âm là chắc chắn chúng ta loại. Sau đó mình nếu mà như vậy chúng ta đảo trường hợp lại, di chuyển số A xuống đây. Mình tính lại số C coi hả? Cái gì tính nhầm không ta? 15 này, 15 nha, nhân 2 này, cộng 17 này, cộng cho 6 này. 15 nhân 2 cộng 7 cộng 17 này, cộng cho 6. Ở C53 em ơi, tính lộn ở đây. Như vậy đây là 53 nha. Rồi tính lại H luôn đi. 31 nhân 2 cộng 35 cộng cho 5, 1 là 2 đúng rồi. Như vậy chúng ta sửa lại cho mình, 53. Anh chị tính ra nó bị bằng 0, 53 ở đây. Bây giờ mình sẽ tính được, à có này, thằng này là A là bằng 0, 0, 2, B bằng 0, 0, 1 và C bằng 0, 0, 2. Rồi ok, khi đó chúng ta sẽ tính được số mol của nước. Chúng ta tính đi. Cái đó T là mol nước bây giờ sẽ bằng 16 nhân 002 cộng 18 nhân 001 cộng 51 nhân cho 002. Được chưa em? Ngồi cách thử này thì không có cách nào tối ưu và nhanh hơn nữa đâu. Do đó mình thử không được thì mình đảo vị trí thôi, vì có hai trường hợp cho mấy. Chúng ta tính cho mình 16 nhân 0,02 cộng 18 nhân 0,01 cộng 51 nhân 0,02. Ở đây mình tính là bằng 1,52, có đáp số luôn này. Được chưa? Như vậy có đáp số thì chúng ta coi lại đáp số. Đây, 1,52 gram, có đúng là câu A này. Vậy thôi. Mấu chốt của bài toán này là phải hiểu cái phương pháp xét, chứ mình đừng làm theo phương pháp truyền thống, tức là chúng ta phải tìm được công thức của hai thằng này, phức tạp xét luôn. Được chưa? Thì cái đó nó ra ABC luôn. Nếu mà ra bằng 0, bằng 0 là 1 này, âm là 2, lẻ là 3 thì chắc chắn nghiệm đó là nghiệm loại. Được chưa nào? Chúng ta đi qua ví dụ 6 nhá. Chúng ta qua ví dụ số 5. Ở đây người ta cho như sau. Cho axit palmitic và axit stearic với triglyceride gì đốt cháy m gam x thì chúng ta thu được CO2 và nước. Mà các là cho tác dụng vừa đủ với NaOH thu được glycerol, thu được hỗn hợp chứa hai muối này. Chúng ta hiểu như thế này, vì chúng ta thu được hai muối này, điều chứng tỏ triglyceride của chúng ta sẽ được tạo thành từ hai axit này. Được chưa? Ở đây mình nhận thấy như sau. Ở đây để cho chúng ta là một dữ kiện, hai dữ kiện và ba dữ kiện. Như vậy, với triglyceride này có hai trường hợp, một là chứa một thằng này, hai này hoặc là ngược lại. Được chưa? Như vậy bài này dùng phương án thử là nhanh nhất. Rồi, bây giờ chúng ta coi thử. Như vậy đầu tiên là palmitic C15H31 COOH. Ở đây mình cho nó là amon. C17H35 COOH. Đây là bmon. Và C15H31. Ở đây mình giả sử là có hai góc C15H31 và một góc C17H35. Nếu ở đây mình giải nghiệm này mà nó không ra thì chúng ta sẽ đảo ngược lại, tức là chúng ta di chuyển số 2 xuống đây và đây là số 1, sẽ là nhanh hơn. Đây là C,
Được chưa? Như vậy ở đây người ta nói như sau. Đây. Ở đây khi chúng ta đốt cháy thì chúng ta sẽ thu được CO2 và nước, đúng không? Bài này có 3 ẩn, 3 phân đều làm bình thường. Rồi bây giờ chúng ta nghe kỹ. Rồi, khi ta dùng thì thằng này cần 1 NaOH. 1 NaOH. Và đây là cần 3 NaOH. Ở đây chúng ta tạo thành C15H31COO Na. C17H35COO Na. C15H31COO Na. Đây là 2. Và đây là C17H35COO Na. Rồi. Ở đây người ta cho CO2 và nước rồi, chúng ta đi cân bằng. Đây là 15 với 1 là 16 CO2 này. 31 cộng 1 là 32, 32 nước này. 32 chúng ta chia 2 thì thằng này còn lại là 16 thôi. 17 cộng 1 là 18 này. 35 cộng 1 là 36, 36 chia 2 là bằng 18 này. Tức là xe chỗ này. Xe bao nhiêu, H bao nhiêu, O bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ có như sau. Em lấy 17, 15 nhân cho 2 cộng 17 cộng 3 cộng 3. C53H 31 nhân 2 cộng 35 cộng 5 102 ô 6. Như vậy đây sẽ là 53. Và đây là 102 chia 2 thì thằng này còn lại 51. Rồi đây là 16A. 16A. Đây là A. Đây là 18B. 18B. 53C. 51C. Rồi. Đây là A và đây là 3C. Ở đây chúng ta có số mol CO2 1,56. Số mol nước 1,52. Rồi. Rồi khi đó chúng ta sẽ tính được A, B, C đúng không? Khi có A, B, C rồi á thì chúng ta ráp vào biểu thức này chúng ta sẽ tính được M. Đó. Với M lớn đây mình tính rời của từng thằng. C15 H31COO Na. Đây là 278. Tiếp tục chữ này. C17H35COO Na là bằng 306. Ok. Đó. Em đi giải hệ 3 phân định bảng 1, 2, 3 này. NaOH nữa 0,09. Được chưa? Nếu mình tìm ra ABC mà ra số nguyên và dương thì chắc chắn chọn, còn không thì chúng ta sẽ loại. Rồi chúng ta tính đi. Cách này là cách tối ưu hơn đấy em. Rồi những còn những cách khác nữa, nhưng mà cách này thì đơn giản hơn, dễ làm hơn. Chúng ta có phương trình đầu tiên là 16, 18, 53, 1, 5 sau. Phương trình thứ hai là 16, 18, 51, 1, 5, 2, 1, 1, 3, 0,09. Và đây mình tính được A là bằng 0,02, B bằng 0,01 và C bằng 0,02. Như vậy 2C sẽ là 0,04. Rồi khi đó em tính được M. Rồi chúng ta tính như sau. Để tính M thì em lấy 278, được chưa, nhân cho 0,02 cộng cho 0,04. 278 nhân 0,02 cộng 0,04 là 0,06. Tiếp tục 306 nhân cho 0,01 cộng 0,02. 0,01 cộng 0,02 là 0,03 bằng 25,86 gram. Đó. Thường nếu ở đây mình xét mà không ra thì theo thầy á thì các bạn nên chúng ta đảo ngược từ lại đây 1, đây 2 thì chắc chắn sẽ có đáp số đúng. Chúng ta đến cái ví dụ số 6. Rồi chúng ta đến cái ví dụ số 6. Hỗn hợp X gồm có triglyceride và các axit béo Z. Cho tác dụng với NaOH dương. Nếu chúng ta thu được sản phẩm hữu cơ gồm có một muối và glycerol. Một chỗ đây là một muối em ha. Và glycerol. Nếu đấu cháy M gam X thì chúng ta cần oxy, CO2 và nước hỏi khối lượng của Z. Như vậy chúng ta xử lý như sau. Như vậy triglyceride mình gọi chung nó là gì? R COO
tất cả 3 lần C3H5. Giờ chúng ta thu được một mối, điều này chứng tỏ là gì? Ở đây chúng ta chỉ có một góc R thôi, chứ không có nhiều góc. Và axit béo của nó là RCOOH. Đây là Y. Và đây là Z. Chúng ta đi tác dụng với NaOH đi, để tạo thành RCOONa cộng cho H2O. Đây, xin lỗi, cộng cho glycerol C3H5 OH3. Đây là 3 này, đây là 3 này. Còn dưới này chúng ta sẽ tác dụng với NaOH để tạo ra muối và nước. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình có đó là vững cháy. Chúng ta có RCOO tất cả 3 lần C3H5. K đây còn bỏ ngỏ chứ biết bằng bao nhiêu. Rồi, tiếp tục. Dưới này chúng ta là RCOOH. Đây là K2 chứ biết bằng bao nhiêu. Rồi, chúng ta đi tác dụng oxy để tạo ra CO2 và nước. Rồi, chúng ta có như sau. Ở đây người ta cho chúng ta như sau. Đó là người ta cho chúng ta số mol oxy 2,57. Người ta cho chúng ta đó là CO2 1,86. Và cho mol nước là 1,62. Rồi, yêu cầu chúng ta là tính khối lượng Z trong hỗn hợp này, đúng không ạ? Mở ra người ta cho chúng ta, trên này đã cho glycerol là 1,84. Tính mol glycerol luôn em ơi. M lớn glycerol là 92. Em lấy 1,84 chia 92. 0,02. Đây là 0,02. Rồi, bây giờ bạn hiểu như thế này. Đây 0,02 thì hiển nhiên chúng ta tính được mol của gì? Mol của Y. Ở đây là 0,02. Như vậy đây là 0,02. Rồi, chúng ta chỉ cần tìm thằng này là đủ, đúng không ạ? Như vậy mol này chỉ biết đặt là amon đi, amon. Rồi chúng ta đọc đề này, yêu cầu chúng ta là tính khối lượng của Z, đúng không? Như vậy muốn tính khối lượng của Z thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, tính khối lượng Z. Đây 0,02 thì đây sẽ là 0,03. Xin lỗi, đây 0,06. Đây là A này, đây là A này. Như vậy để tính được khối lượng của Z thì chúng ta tính được khối lượng của X, sau đó trừ đi khối lượng của Y là xong, đúng không ạ? Hơi căng, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể làm cách khác. Rồi, làm thử. Như vậy đây chúng ta đặt câu hỏi ra là chúng ta sẽ tìm A như thế nào. Được chưa? Chúng ta tìm A như thế nào? Nếu chúng ta tìm A thì ở đây mình có oxy này, oxy này, oxy, oxy. Thì chúng ta sẽ đi bảo toàn oxy. Mở ra người ta cho chúng ta một mối thì quá dễ. Chúng ta sẽ tìm ngay được góc R luôn. Này, mình đi bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy thì chúng ta có như sau. Đây, bảo toàn oxy thì em sẽ tính được A, đúng không? Sau khi có A rồi thì chúng ta biết là tổng khối lượng của hai thằng này bằng CO2 cộng nước trừ đi oxy. Mà khối lượng của hai thằng này thì mol đã có, mol đã có, R chưa có. Như vậy em chỉ dựa vào bỏ toàn khối lượng em tính được R. Có R và có A thì hiển nhiên em tính được khối lượng của Y, sẽ là khối lượng của Z. Thế thôi. Bây giờ vì đây người ta cho chúng ta là một mối, đây đó cũng là mấu chốt của bài toán này. Như vậy đầu tiên mình đi bảo toàn oxy thì nó lại nha, bảo toàn oxy em sẽ tính được A. Sau đó em đi bảo toàn khối lượng thì em sẽ tính được góc R. Có A và góc R rồi thì hiển nhiên em tính được bờ lớn của Z. Thế thôi, được không em? Như vậy đây mình có như sau. Bảo toàn oxy thì thằng này là 6 nhân 0,02 cộng cho đây là 2A cộng 2 nhân cho 2,57 rồi bằng CO2 chúng ta là 2 nhân cho 1,86, nước chúng ta là 1,62. Rồi ở đây em sẽ tính được A bằng bao nhiêu? Thế này, 6 nhân 0,02 cộng cho 2A cộng cho 2 nhân cho 2,57 rồi bằng 2 nhân cho 1,86 cộng 1,62. Ở đây mình tính được X là bằng A bằng 0,04.
Rồi, đó là biểu thức thứ nhất. Hai là khối lượng. Khối lượng thì em có như sau. R, chúng ta có R này. Bây giờ R, R đây nhân 3 là 3R. CO là 44 nhân 3. Góc C3H5 là 41. Được chưa? Nhân cho mol là 0,02. Cộng cho khối lượng của thằng này là R. Cộng cho COH là 45. Nhân cho 0,04. Đó, 0,04 bằng, chúng ta sẽ lấy tổng khối lượng CO2 và nước trừ oxy. Hay là chúng ta cộng luôn cũng được. Cộng cho oxy là 32 nhân cho 2,57. Rồi, bằng CO2 là 44 nhân cho 1,86. Nước là 18 nhân 1,62. Được chưa? Dựa ở đây em sẽ tính được góc R. Và khi đó khối lượng Z bây giờ là khối lượng của RCOOH sẽ bằng mol là 0,04 nhân cho M lớn là R. COH của chúng ta là 45. Đó. Khi có R rồi hiển nhiên em tính được MZ, thế thôi. Đó, bài toán nó khá là đơn giản như vậy. Nhưng mà hiểu được điều đó thì nó mới nhanh. Để chúng ta tính đi. Mấu chốt đây là người ta cho một mũi em ha. Ở đây mình tính được R là bằng 235. 235 là góc C17H30 31, rồi em thiếu vào đây 235 cộng 45 nhân 0,04. Ở đây mình tính được là bằng 11,2 gram. Đó, hai câu này. Và chúng ta đến câu tiếp theo. Ví dụ số 7. Rồi, chúng ta làm ví dụ số 7. Ở đây người ta cho hỗn hợp M gồm có chất béo X tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol là 1:1. Hỗn hợp M, hỗn hợp là nhiều chất em ha, mà tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol là 1:1. Và axit Y thuộc dãy đồng đẳng của axit linoleic. Rồi, bây giờ người ta đốt cháy hết m gam thằng này thì cần oxy, thu được CO2 và nước. Mà các cho 171 gam hỗn hợp M, tác dụng với các thu được glycerol, hỏi em hỏi A bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta xử lý cái đoạn sau trước đi. Như vậy hỗn hợp M này gồm có chất béo X và gì? Axit Y. Mà nó thuộc dãy đồng đẳng của axit linoleic. Như vậy đây chúng ta hiểu như thế này. Đây, hỗn hợp M chúng ta gồm chất béo X này, chúng ta nghe kỹ nha. Và ở đây là axit Y, đúng không? Chúng ta đi tác dụng với hydro. Tác dụng với hydro. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm là A đi, bây giờ là B đi. Thì chúng ta hiểu như thế này là do thằng X này tác dụng với hydro tỷ lệ 1:1, ok xong chưa? Tiếp tục, thằng Y này, Y thuộc axit Y Ole, Ole là C bao nhiêu? C17H31 COOH đúng không? Góc này 2 bi, do đó chỗ này cần 2 hydro phản ứng là xong. Được không em? Như vậy ở đây chúng ta đã xác định được K. K của X bây giờ sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta biết là khi tác dụng với hydro thì thằng này là K trừ mấy? K1 trừ đi 3 đúng không? Mà ở đây nó bằng 1 cái gì nữa? Thì điều này chứng tỏ K đây bằng 4. K1 bằng 4. K ở đây sẽ bằng K trừ 1. Em hiểu như thế này. Thằng Y là bằng bao nhiêu? Thằng Y là bằng 2 này. 2 cộng 1 ở đây nữa là 3. K đây bằng 3. Đó à, nghĩa là dựa vào hydro chúng ta sẽ tính được K. Thế thôi. Vì sao chúng ta tính được K? Khi có K rồi đó, thì dựa vào cái dưới này nè em ha. Dựa cái dưới này thì chúng ta sẽ tính được mol của X và mol của Y. Được chưa nào? Bây giờ mình sẽ có như sau. X Y chúng ta bây giờ thực hiện phần cháy.
X của chúng ta sẽ ghi như thế này. Nó là CXHIO6. Còn thằng kia là CUHVO2. Đây đặt A mon, đây đặt B mon này. K đây là bằng 4 này, K1 bằng 4 này. Và K2 ở đây là bằng 3 này. Chúng ta tác dụng vô oxy thu được CO2 và nước. Rồi, số mol CO2 đây người ta cho chúng ta là 7,3, nước là 6,8. Như vậy chúng ta dựa vào công thức cháy chúng ta sẽ tính được A và B, đúng chưa em? Rồi, chúng ta sẽ tính như sau. Dựa vào công thức cháy chúng ta sẽ có biểu thức liên hệ giữa A và B. Chứ chưa tìm được mol AB đâu. Rồi, để tính được AB thì chúng ta còn dựa vào một phương trình nữa, ta xin phép nhỏ lại. Này, cái đoạn này người ta còn cho là gì? Cho thằng này tác dụng với gì? KOH thu được glycerol. Nhưng mà ở đây người ta cho khối lượng khác nhau em ơi. Ở đây là m gam này. Đây là m gam, đây là gì? Đây là 1,71 gam, số mol khác nhau rồi. Mấu chốt ở đây là số mol nó khác nhau đó. Ở đây chúng ta có thể dựa vào tỷ lệ mol là 1:1 này để chúng ta suy ra được chất ban đầu x là chất nào. Rồi chúng ta nghe kỹ. Dựa đây thầy sẽ dự đoán được x này. X bây giờ chắc chắn sẽ có dạng như thế này. Em hiểu là gì? Khi mà chúng ta phản ứng, đúng không? Chúng ta nghe kỹ này. Khi chúng ta phản ứng với hydro thì chúng ta sẽ thu được cái no, đúng không ạ? Như vậy dựa vào đây chúng ta sẽ áp dụng đây CTC với lại bảo toàn oxy. Bây giờ CTC là chúng ta lấy mol CO2 trừ mol nước bằng K trừ 1, 4 mà trừ đi 1 thì còn 3. 3 mà trừ đi 1 thì còn 2, đúng không em? Bảo toàn oxy thì mình có như sau. Đây là 6A. Mở oxy thì chưa có oxy, mình sao tính được A đặt ra. Như vậy chúng ta không bảo toàn oxy được. Như vậy mục đích của em như thế này, em hiểu như thế này. Nghĩa là em phải tính được cái khối lượng của X là bao nhiêu, khối lượng M bao nhiêu, hiểu không ạ? Khối lượng bao nhiêu M bao nhiêu. Rồi, có khối lượng glycerol rồi. Được chưa? Thì người ta sẽ tính A, tính khối lượng muối. Rồi bây giờ nghe thử nha. Như vậy đây chúng ta sẽ suy ra được là 3A cộng là 2B nha. 2B bằng em lấy 7,3 trừ 6,8 trước đã. 7,3 trừ đi 6,8 bằng 0,5. Được chưa? 0,5. Như vậy thì chúng ta biết là oxy trong X này. Cái oxy trong hỗn hợp X này, hỗn hợp M chứ. Rồi. Bây giờ sẽ là gì? Sẽ bằng 6A cộng cho 2B đúng không? 6A cộng 2B. Nhìn được ta? 6A cộng 2B chứ nè. Một chút là nằm ở đây là không tính được oxy nè. Như cái đề đạt, cái đạt nó đi. Tôi có xử lý đã. Bây giờ ở đây chắc chắn em sẽ tính được khối lượng của X. Để AB lại luôn. Khối lượng X ở đây sẽ bằng nhiêu? Bằng 12 CO2. Gì nữa? Bao nhiêu? 2 là mol nước. 16 x 6 x A. Cộng cho thằng kia là 16 x 2 x B. Rồi ở đây mình sẽ tính như sau. 12 x 7,3 cộng cho kia. 12 x 7,3 này. Cộng cho 2 nhân cho 6,8. Rồi. Ở đây mình tính là bằng 101,2. Cộng cho đây là 16 x 6. 96A. Đây là 32B. Rồi, ở đây em sẽ cố gắng biến về cái dạng này được không? Để chúng ta tính M. Đó. Nghĩa là chúng ta sẽ biến nó về đúng cái dạng này này. Đó là được. Như vậy đây chúng ta sẽ có như sau. 101,2 đúng không? Cộng cho. Ở đây mình sẽ có 3 cộng 2B. Thử có biến đổi được không nha. Rồi. Như vậy ở đây 96 mà chúng ta chia cho 3 bằng nhiêu? 96 chia 3
là bằng 32. Thì không được em ha. 32 thì chúng ta vẫn vướng cái thằng 2 này này. Do đó đây chúng ta định tính được cái M nhưng mà không tính được rồi. Như vậy ý tưởng này thất bại. Hơi chua xíu. Rồi. Hơi chua em nhá. Hơi chua. Nhưng mà hơi chua thì bây giờ mình xử lý bằng cách khác. Như vậy cách này không tối ưu rồi. Được chưa? Bài này chúng ta không làm này cách này được. Cái này nó bị bí. Bí thì chúng ta sẽ dí một cách khác. Như vậy thầy sẽ bỏ hết luôn. Làm cách này nó không tối ưu rồi. Đổi cách nha. Rồi. Bây giờ chúng ta hiểu cho thầy như sau. Đây. Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm hỗn hợp chất béo. Được chưa? Mà tác dụng với hydro tỷ lệ 1:1. Cái thằng này cũng khó đoán được lắm. Và người ta cho dạng đồng đẳng của thằng này. Hey, hơi chua. Rồi, bây giờ tôi sẽ xử lý cái đoạn này trước đi. 1,71 trước đi. Như vậy đây mình sẽ có là gì? Một chất béo chúng ta là RCOO tất cả 3 lần. C3H5. Chúng ta hiểu đây là chất béo và các axit béo này khác nhau. Do đó mình đặt là A đi, không đặt R nữa. COOH. Ở đây mình đi tác dụng với 3KOH. Ở đây chúng ta tạo thành RCOOK cộng cho C3H5 OH tất cả 3. Đây là 3. Ở đây mình đi tác dụng với KOH. Ở đây em sẽ tạo thành ACOOK cộng cho H2O. Đó. Bây giờ nhiệm vụ của mình á, chúng ta có số mol của glycerol này 13,8 gram này. Chúng ta chia cho 92. Chúng ta tính từ từ nha. Bài này gỡ rối từ từ. 13,8 chia cho 92. 0,15 mol. Đây 0,15. Thì bên này sẽ là 0,15 này. Được chưa? Đây là 0,45. Yêu cầu chúng ta tính muối. Muối đây. Rồi em hiểu như thế này. Để tính được khối lượng muối đúng không? Thì mình phải đi tính được cái số mol thằng này. Tính mol thằng này nè. Đó. Nhưng đây người ta cho khối lượng đây rồi. Bao nhiêu? Chúng ta xin lỗi là chúng ta sẽ từ từ ra được. Ở đây người ta cho chúng ta khối lượng thằng này là 171,171 gram. Rồi. Như vậy đây mình sẽ xử lý như sau. Cái mol đây mình đặt là T mol đi. Thì đây là T này. Như vậy thì đây sẽ là T. Như vậy để tính được M thì mình sẽ lấy 171 này cộng cho 56 này, đúng không? Nhân cho 0,45 này cộng T này. Rồi chúng ta trừ đi thằng này là 13,8. Trừ đi nước là 18T. Rồi, như vậy nhiệm vụ của chúng ta là đi tính T. Mà muốn tính T thì phải dựa vào dữ kiện khác. Đó là dữ kiện thứ nhất, chúng ta dựa vào tỷ lệ mol là 1:1. Cái này cũng chưa xử lý được. Bây giờ chúng ta xử lý cái đoạn thứ hai này. Phần trái đi. Như vậy dựa vào tác dụng hydro thì chúng ta biết là thằng này tác dụng với tỷ lệ 1:1. X thì đây là gì? K-1 đúng không? K-1. K-1 mol hợp chất hữu cơ. K-3 chứ, K1-3. Hydro để tạo ra sản phẩm. Còn cái thằng Y, Y của mình tác dụng với K1-2. Hydro để tạo ra sản phẩm. Xin lỗi, K2-1 để tạo ra sản phẩm. Thì chúng ta hiểu như thế này. K ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Nghe kỹ. K1 ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây như ta nói như thế này, tác dụng với tỷ lệ 1:1, tức là một thằng này tạo ra một thằng này, đúng không? Như vậy K-3 bây giờ bằng 4, như vậy K1-3 bây giờ sẽ bằng 1, đúng không? Như vậy K đây bằng 4 này. K2 bây giờ sẽ bằng, em hiểu, nó là axit linoleic, đúng không? Là C17H31 là K bằng mấy? K bằng 2 cộng cho một nhóm chất CO nữa là K bằng 3. Như vậy dựa vào hydro chỉ tính được K thôi. Được chưa? Khi đó mình sẽ có như sau. Mình sẽ có đó là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Rồi K ở đây là bằng K1 này, bằng 4 này. Và ACOO ACOH thì K2 ở đây là bằng 2. Nó sẽ là bằng 3. Như vậy đây đặt A mol, đây đặt B mol này. Được chưa? Nhớ là AB này khác với T nha. T là trong khối lượng 17,1 gram. Rồi. Như vậy khi đó chúng ta sẽ tạo ra tác dụng vô oxy.
để tạo ra CO2 và nước. CO2 và nước ở đây người ta cho chúng ta là đây là 7,3 và đây là 6,8. Rồi, để yêu cầu chúng ta tính A, A cắm mũi thì A chẳng phải M em ơi, A thì cho là M đi, sửa lại M đi em ha, đây sửa lại M đi. Và khi đó bài toán chúng ta sẽ cho nó dễ luôn, do mình đặt AB dưới này thì đổi đề thôi, cái gì quan trọng. Rồi, xử lý như sau. Như vậy đây chúng ta sẽ có đó là gì? À, chúng ta sẽ tính được khối lượng có trong M gam này. Được không em? À, đây A em ạ. Đây người ta cho A mà, đây đặt A đi. Vì M gam là của thằng kia rồi. Thì đây đặt XA đi. A nha, A nha. Thì đây là XA, thế thôi. Rồi. Thì đây dựa vào cái phần trái này này, mình xử lý qua công thức trái đi. CTC trước đã. Rồi, 4 mà trừ đi 1 thì còn 3, mình có 3x cộng cho 3 mà trừ 2. 3 trừ 1 còn 2, 2y bằng 7,3 trừ đi 6,8 là 0,5. Đó là công thức trái. Rồi tôi sẽ tính M. Được chưa? Đây này, khi người ta đấu trái hết M gam này thì mình sử dụng công thức là 12CO2. Rồi cộng cho bao nhiêu? 12CO2 cộng cho 12CO2 cộng 2 lần bao nước, 2 nhân cho 6,8 cộng cho bao nhiêu? À, chúng ta sẽ là gì? Đây là 6 này, đúng không? 6x 10, 16 nhân 6 nhân x cộng cho đây là 16 nhân 2 nhân y. Đó, em tính từ từ lại cái này, rồi từ từ xử lý. 12 nhân 7,3 cộng cộng cho 6,8 nhân cho 2 bằng bao nhiêu em ơi? Đây, ở đây mình tính được đó là bằng 101,2 gam. 16 chúng ta nhân cho 6 là bằng 96x. Cộng cho thằng này. 16 nhân 2 là 32y. Rồi. Như vậy đây mình có nhận xét quan trọng như sau. Rồi, ở đây em có một biểu thức rồi này, thấy không? Có một biểu thức rồi. Đó là 3x cộng 2y bằng 0,5. Như vậy em chỉ cần tìm ở đây nữa là xong. Khi ở đây thì chúng ta sẽ tính được M. Cái M thì chúng ta sẽ giải mã được cái T này. Được chưa? Đó là một chốt. Em sẽ lấy cái gì sau nè. Em sẽ là có khối lượng hỗn hợp. Được chưa? Chia cho mol glycerol. Chia cho mol của chất béo. Ok. Bởi vì chất béo đây có số mol này. À, chúng ta sẽ trong hai thí nghiệm, đây là thí nghiệm số 1 đi và đây là thí nghiệm số số 3, đúng không? 1 và 3 chúng ta sẽ có như sau. À, trong cái đầu tiên thì chúng ta có là 174 này, đúng không? Chất béo ở đây là 0,15 này. Đó, lập tỷ số nó hơi bá đạo tí. Khối lượng ở đây là 101,2 cộng 96 x cộng 32 y. Bây giờ em cộng 32 y. Rồi, chia cho số mol chất béo trong này là gì? Là x. Như vậy giờ đây em sẽ tìm mối liên hệ thứ hai giữa x và y. Được chưa? Khi tìm được ở đây rồi coi như bài toán chúng ta sẽ là xong. Rồi tính đi. Đây. Em lấy 171 171 em chia cho 0,15. Rồi được chưa? Rồi em nhân cho x. Rồi, em quăng hai cái giá trị này qua bên này. Khi đó em trừ cho 96x trừ đi 96. Thì đây là bằng 1044 x. Được chưa? 32 chuyển qua đây là trừ 32y này bằng 101,2. Đó. Khi đó em có biểu thức thứ hai chứa đi và coi như khi giải mã được ở đi thì bài toán này dễ rồi. Được chưa? Khi có ở đi rồi, đúng không? Thì hiển nhiên em sẽ tính được gì? Tính được cái T này. Được chưa? Rồi chúng ta tính đi. Rồi chúng ta tính cho thầy như sau. Mình có 320,5 1044 trừ 32 101,2. Ở đây mình tính được là bằng x là bằng 0,1 và y bằng 0,1. Rồi. Ok. Bài toán hay nhất là chỗ đoạn này em. Hay nhất là bữa trước là thông thường là mình sẽ lập là khối lượng chia cho tổng số mol hỗn hợp, nhưng bây giờ chúng ta sẽ lấy khối lượng hỗn hợp chia số mol của chất béo thôi. Khi ở đây x là 0,1 thì bên đây 0,15, điều chứng tỏ là trong cái phần này nó sẽ gấp 1,5 trong 1,5 trong 1 sẽ gấp 1,5 trong 3. Như vậy đây 0,1 thì T đây chắc chắn là 0,15. Ok chưa?
thì bằng 0,15 thì hiển nhiên chúng ta tìm được đáp số, tính giúp thầy. Đó. Một chút hay nhất cái đoạn này em ha, hay nhất cái đoạn này này, bài toán á. Rồi, em lấy 171 171 cộng 56 nhân cho 0,45 cộng 0,15. Rồi, trừ đi 13,8 trừ đi 18 nhân 0,15. Ở đây em tính được là bằng 188,1. Ok. Đây. 188,1. Được chưa? Như vậy cô đúng bây giờ chắc chắn là cô C rồi. Mà biết bài toán này hay nhất ở đoạn này này, đó. Chúng ta phải tìm được ở đây cái đây mới tìm được đây. Chứ bài này chúng ta không phỏng đoán được, được chưa? Bạn nào làm liều ở đây là chúng ta phỏng đoán công thức của x là sai đó. Như bạn phỏng đoán như thế này này. CO tất cả 3 lần C3H5, đúng không? Như bạn kêu là trong này nó sẽ có như thế này. Vì tỷ lệ 1:1 thì bạn cho là trong này nó có hai góc C17H35, C17H35. Nha. Và trong này C17H31. Và xin lỗi, H33. Khi đó là tác dụng với hydro theo tỷ lệ 1:1 được. Nhưng bạn biết là ở đây có thể thay thế bằng C15H31, hiểu không? Do đó đây phỏng đoán là sai đó. Được chưa? Dạ rồi.